Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ tìm kiếm Google trên Internet một cách hiệu quả. Có thể là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà mình sẽ làm video này để hướng dẫn các bạn. Thì mình xin trả lời rằng có những phần mà các bạn có thể biết và có thể là các bạn không biết. Nói chung là đây là một trong những cái mẹo mà mình dùng để mình hay sử dụng là để tìm kiếm những cái tài liệu cũng như là những cái gì liên quan đến công việc của mình một cách và hiệu quả và chính xác nhất. Hôm nay mình làm video này để mục đích của mình là mình chia sẻ lại những cái kinh nghiệm đó cho các bạn, thì các bạn có thể là học hỏi thêm hay là vận dụng nó sử dụng công việc của mình một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên là các bạn vào trang tìm kiếm của Google. Sau khi các bạn vào trang tìm kiếm Google thì các bạn có thể thấy ở đây các cái mục tìm kiếm mà Google đề xuất. Thì trang tìm kiếm này nó phụ thuộc dựa theo lượng tìm kiếm được Google tổng hợp lại. Này, mình lấy ví dụ là mình sẽ tìm kiếm một cái phần mềm là phần mềm Cutter Video Cutter. Thì về cái phần mềm này thì mình sẽ làm một cái video khác sẽ review cho các bạn là cái tính năng của cái phần mềm này. Mình đang search, mình sẽ copy. Sau khi mình paste ở đây thì Google sẽ điều hướng về các cái mục về các cái mục tìm kiếm cho mình và sẽ ra các cái thông tin tìm kiếm mà mình cần. Cái ví dụ thứ nhất của mình thì nó chỉ là một cái ví dụ gọi là các cái tìm kiếm bình thường. Các bạn có thể là dùng từ khóa tìm kiếm hoặc là nội dung mà các bạn cần tìm, các bạn gõ vào cái thanh điều hướng tìm kiếm của Google thì Google sẽ hiển thị ra các cái nội dung mà các bạn cần tìm. Một số các cái nội dung mà các bạn cần tìm thì các bạn muốn chính xác nhất thì các bạn phải gõ đúng cái nội dung hoặc là đúng cái nội dung mà mình cần tìm đó. Ví dụ như là mình lấy ví dụ như là tải driver của máy Canon 2009 thuộc Win 10 64 bit, tại vì Win 10 thì nó có 64 bit và 32 bit. Nếu như các bạn muốn nhanh thì các bạn phải gõ đầy đủ thông tin cho mình nhé, thì các bạn sẽ search ra cái thông tin mà các bạn cần tìm kiếm một cách nhanh chóng và phù hợp, nhanh chóng và chính xác hơn. Như là cách tìm kiếm thứ hai của mình, đối với những cái mà nó chia theo hệ điều hành cũng như chia theo bit thì các bạn phải gõ đầy đủ như thế này, thì nó sẽ đỡ mất thời gian của các bạn tìm kiếm hoặc là đỡ mất thời gian để các bạn phải tìm và thao tác. Đối với cách thứ ba là các bạn phải gõ đối với những cái trường hợp mà các bạn cần tìm kiếm những cái nội dung mà nó phù hợp với lại những gì mà các bạn cần tìm kiếm hoặc là những cái trang web mà các bạn thấy là tin tưởng được, hoặc là để tránh các trang web giả mạo hoặc là lừa đảo hoặc là cài khi cướp hoặc là các trang web có các cái trang web mà có các cái trang web xây dựng lên để bung các con virus hoặc là tạo những con virus để phá hoại tài liệu cũng như là máy tính của các bạn, thì các bạn cần phải gõ thêm cái trang website mà các bạn tin tưởng và sau cái nội dung mà các bạn tìm kiếm. Đây, mình lấy ví dụ như là mình đang tải Driver Canon LVB Driver Canon 2009 Win 10 64 bit của trang web là vietnam.canon. Thực ra mà nói thì cái điều hướng tìm kiếm của Google thì nó chỉ tìm kiếm những cái nội dung có cái từ khóa mà các bạn đang tìm kiếm. Nói chung là các bạn tìm kiếm ở trên cái anh điều hướng này thì hầu như là nó sẽ ra thông tin cho các bạn, nhưng mà để ra một cái thông tin chính xác cho các bạn thì các bạn cần phải có cần phải thao tác đúng. Thứ nhất là từ khóa tìm kiếm của các bạn. Từ khóa ở đây có nghĩa là nội dung tìm kiếm của các bạn như thế nào,
các bạn phải gõ đầy đủ và chính xác nội dung đã ra, thì cái thanh điều hướng của Google sẽ tìm kiếm cho các bạn để chính xác cái nội dung đó. Ngoài ra thì các bạn phải cần phải nếu như các bạn cẩn thận hơn thì các bạn phải cần phải thêm vào các trang website mà các bạn tin tưởng, ví dụ như là các trang website mà các bạn hay thường lên đọc tài liệu cũng như lấy tài liệu cũng như là cái writer vân vân. Thì khi mà các bạn điều hướng thẳng vào cái trang website đó thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn cái mục mà các bạn cần tìm kiếm có cái trang mà các bạn cần tìm kiếm, có cái thông tin mà các bạn cần cái trang mà có cái thông tin mà các bạn đang tìm kiếm, thì đó các bạn chỉ cần nhấp vào và các bạn thả thông tin hoặc là đọc cái thông tin cho nó mà thôi. Cái này á, là giúp các bạn á, là đỡ tốn thời gian cũng như công sức để tìm kiếm một cái vấn đề nào đó mà khó khăn, là gây khó khăn cho các bạn. Thì mình đã từng tìm những cái phần mềm cũng như là tìm những cái dữ liệu mà mình phải mất rất nhiều thời gian để có thể là tìm ra cái phần cái dữ liệu mà mình cần thiết, dữ liệu cần thiết của mình để mình có thể là mình sử dụng được. Tại vì cái phần điều hướng của Google này là họ chỉ tìm kiếm một cách chung chung, nói chung là không phải là ai cũng có thể là chia sẻ trên mạng một cách đầy đủ và chính xác được. Cho nên các bạn cần phải đọc, tìm hiểu cũng như là chọn lọc một cách chính xác nhất và phù hợp nhất, làm sao mà cho nó giảm tải bớt thời gian cũng như là cho bạn có một cái kết quả mà các bạn có thể là mong đợi được hoặc là chấp nhận được, để các bạn xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.